Bây giờ thì cũng gần 1 giờ rồi mà em ấy đi từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy về. Cháu chào con, các bà. Hiện tại cháu đang đi lấy củi về. Nên cha cháu đi làm từ sáng, cháu ở nhà phải tự đi lấy củi, lấy rau lớn, nấu cơm nuôi anh trai. Hôm nay cháu đi lấy củi mệt lắm. Đi vào rừng vì con muốn đốt, cháu chỉ muốn được ở nhà có bố mẹ chăm sóc. Hàng ngày anh trai ở nhà với cháu. Cháu mệt lắm, nếu cháu không đi lấy củi thì không có củi đốt. Về đến nhà cháu mới nấu cơm ăn, đi cắt cỏ cho con cháu ăn. Cháu chỉ muốn được như các bạn, không được làm gì cả. Hôm nào anh trai đi làm không về, đến tối cháu không dám ngủ, cháu sợ lắm. Cháu Trình xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì cháu Trình lại tiếp tục lên chỗ nhà của em Hưng với lại em Thuận các bác ạ. Đợt trước thì khi mà cháu Trình lên nhà của em Hưng với em Thuận ấy, thì có gặp một cái vấn đề, đó là em Hưng là đi làm 2 ngày không thấy về đấy các bác. Thì hôm đấy thì cháu Trình cũng ở đến tối, thì em Hưng cũng đã về các bác ạ. Và cái lý do tại sao mà em Hưng lại đi làm 2 ngày không thấy về đấy các bác, là em ấy đi làm xa. Cái hôm em ấy đi về đấy thì gặp cái vấn đề về xe cộ đấy các bác. Đấy, xe của em ấy là bị hỏng. Đấy thì em Hưng có kể với lại cháu Trình rằng là hôm đấy là đi làm về, trong khi đi làm về đấy, về đến dọc đường thì cũng đã có hơn 1-2 giờ đêm rồi. Đấy thì xe của em ấy là bị hết xăng các bác ạ, hết xăng, sau đó là em ấy phải đợi đến sáng đấy thì mới có chỗ để mà đổ xăng, sau đó thì em ấy mới về đến nhà. Thì cái vấn đề đấy thì bây giờ cũng đã yên tâm rồi các bác nhá, em Hưng cũng đã về rồi. Đấy thì hôm nay không biết em ấy có ở nhà không, thì cháu Trinh sẽ hỏi rõ cái nguyên nhân tại sao là em ấy lại đi làm xa như vậy các bác ạ. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị cùng theo cháu Trinh đi vào nhà của em Hưng với em Thuận của bác nhé. Thuận ơi, Thuận ơi, ủa không thấy ai trả lời cả các bác, không biết là có ở nhà hay không. Vào buổi trưa như thế này thì cũng ít gặp lắm các bác. Cháu Trình là thấy đóng cửa, không thấy ai ở nhà cả các bác, đang đóng cửa. Đấy thì cháu Trình cũng có số điện thoại của em Hưng đấy, thì thử gọi em ấy xem là đi đâu rồi. Đấy, khả năng là cũng chỉ đi loanh quanh ở khu này thôi các bác, một là đi lấy củi đấy. Em Hưng thì không biết là hôm nay có đi làm không. Đấy, bây giờ thì cháu Trình sẽ gọi thử xem là em Hưng là đi đâu rồi. Đấy, không có ai ở nhà cả. Em Thuận cũng không ở, Hưng cũng không ở các bác ạ.
Trinh cũng có mang theo sổ đấy các bác. Và phần quà thì đợt trước là có quý cô bác, quý mạnh thường quân gửi lên ấy, thì cháu Trinh cũng Đây đã ơi. nhờ người lấy lên để đây rồi. Alo Hưng à? Em đây ạ. À, anh Trình đây. Vâng. Ừ. Anh đang ở chỗ nhà em ấy, em đi đâu không ở nhà đây? Em lên rừng từ sáng rồi. À, đi vào rừng từ sáng rồi á? Đi lên rừng làm gì? Em đi tìm ong kiếm mật ong ấy. Đi kiếm mật ong á? Vâng. Ờ, thế Thuận theo em đi à? Không, Thuận sáng ở nhà mà anh. Sáng ở nhà á? Chắc là lúc lúc sáng em bảo đi lấy củi á, đi lấy củi á. À, lúc sáng là em mới bảo đi lấy củi à? Vâng. Ôi rồi. Bây Anh về đến nhà giờ em nhỉ? anh về đến nhà em rồi, không thấy ai ở nhà cả. Em là Vâng, đến vâng. tối em mới về à? Chắc là cũng được, cũng trưa rồi, trong một lúc nữa em về rồi. À. Rồi thì cũng không Ui khó ấy. rồi, nhưng mà Thuận là đi từ sáng rồi à? Vâng. Ui rồi, bây giờ cũng 12 giờ Chắc rồi. là Vẫn cũng chưa thấy sắp về về. rồi á. Ừ, sợ là em À, ấy chắc đi lấy củi ở đâu là xa, sợ lạc hay là như thế nào, để anh đi tìm xem. Để vâng anh vâng tìm quanh nhà xem có thấy không. vâng em chắc một lúc nữa em cũng về được. Rồi, thế anh chào em nhé. Vâng. Rồi rồi. Đấy các bác, vừa rồi thì cháu Trình có gọi cho Hưng ấy, thì em Hưng là đang đi vào rừng để mà tìm mật ong ấy các bác. Đấy thì ở nhà đấy thì em ấy cũng hay đi tìm mật ong, với cả là tìm những cái cây giảo, cây phong lan lắm các bác. Ở đây thì nhà em Hưng cũng ở gần rừng đấy các bác. Hầu như là những cái công việc này thì ai cũng biết làm cả các bác ạ. Những cái công việc mà tìm mật ong rồi là đi vào rừng, thấy những cái đồ gì có bán được tiền ấy thì sẽ đi kiếm. Mà hầu như là cũng chỉ đi để mà cũng gọi là kiếm cơm qua ngày thôi các bác. Nếu mà đủ kinh tế thì không đủ được. Tại vì bây giờ thì cũng rất là hiếm. Nếu như mà may mắn tìm được một cái tổ ong thì về có thể là cháu Trình bán hộ cũng được. Đấy, còn Thuận thì Hưng bảo đi lấy củi, thì bây giờ cháu Trinh sẽ thử đi tìm xem nào. Chỉ sợ rằng là em ấy còn nhỏ như thế này đấy các bác, thì sợ gặp tai nạn lắm các bác. Đợt trước là cháu Trinh ra đến đây, từ lúc mà cháu Trinh chia sẻ là ra đến đây đã gặp hai đợt mà em Thuận gặp tai nạn rồi. Một đợt là mặt em ấy xước hết, đấy cũng là đi cắt cỏ. Đấy, lần thứ hai thì cũng cắt cỏ ở những cái thửa ruộng đằng kia kìa các bác. Đấy là đang cắt cỏ thì bị ngã xuống. Rất là may mắn thì những cái thửa ruộng này bên trong có nước và rất là mềm. Em ấy chỉ bị ướt hết người thôi. Đấy, rất là đáng thương. Nhiều bác xem được những cái thước phim đó đã khóc. Không cầm nổi nước mắt. Ở đây thì có xung quanh nhà của em Hưng với Thuận ấy thì cũng chẳng có nhà nào ở bên xung quanh cả, cho nên là cháu Trình cũng chả biết là hỏi ai xem là Thuận đi vào hướng nào để mà tìm. Đấy, ở tít đằng xa xa đằng kia kìa cô bác, quả đồi đằng kia kìa, thì là cái chỗ mà làng hay đi lấy vào đó mà lấy củi đấy cô bác. Và ở đằng kia cũng là một cái kỷ niệm, một cái nỗi buồn lớn nhất của em Hưng với lại em Thuận. Đó là người mẹ của Hưng với Thuận là đi lấy củi là gặp tai nạn ở đó. Đấy, cứ mỗi sáng mà thức dậy em Thuận ra đến đây thì nhìn ra đằng kia thì lại thấy là đó là cái nỗi buồn của em ấy. Đấy, chạm vào mắt của em ấy là cái nỗi buồn mẹ mình đã mất ở đó. Đấy, thì bây giờ cuộc sống của hai anh em Hưng với Thuận đấy các bác thì rất là khó khăn. Đấy, còn bây giờ thì cháu Trinh sẽ đi vào rừng để mà kiếm em Thuận các bác nhé. Thuận ơi! Thuận ơi! Ui ôi! Thuận ơi! Thuận ơi! Không biết là đi đâu lấy rồi. Ở đây thì là một khu rừng rất là lớn các bác ạ. Cháu Trình rất là ngại về cái vấn đề mà đi tìm
khi mà đi gặp các hoàn cảnh mà không ở nhà mà đi vào rừng như thế này là rất là lo sợ các bác. Đấy, đợt trước thì cháu Trình đi vào nhà của ba ông cháu đấy thì cũng gặp ông đi lấy củi mà đi vào rừng già thế này thì thực sự là rất là khó gọi. Thuận ơi! Thuận ơi! Thuận ơi! Ủa. Vừa rồi thì cháu Trinh đã đi tiết dưới kia lên đến đây rồi cô bác. Nhưng mà không gặp em ấy ở đâu cả. Ở đây thì là một cái khu rừng rất là lớn. Xung quanh thì toàn là rừng hết. Thì cháu Trinh không phân biệt là được em ấy đi về hướng nào để mà có thể đi tìm cho dễ đấy cô bác. Ôi dồi. Thuận ơi! Này thì chỉ biết là đi tìm mò thôi. Đấy vừa rồi thì cháu Trình đi tìm ấy thì đường cũng đi khá là khó nên là cháu Trình cũng không ghi hình trực tiếp. Ở đây thì có một cái chỗ sạt lở rất là lớn này các bác. Đấy, từ tít trên đồi kia xuống đến tận dưới chân đồi luôn. Ở đây thì khi mà mưa đấy là rất là hay gặp những cái trường hợp mà sạt lở đấy các bác. Ở đây thì không có đường đi rồi, cháu Trinh sẽ đi về bên này xem là có gặp em ấy không. Thuận ơi! Thuận ơi! Đấy, khi vào rừng như thế này đấy thì cứ phải gọi thì mới biết tìm được các bác. Khi mà em ấy nghe được cái giọng của cháu Trình gọi thì em ấy sẽ trả lời. Và đặc biệt là khi mà đi vào rừng ấy các bác thì ở trên này đấy, hồi nhỏ cháu Trình cũng theo ông bà, bố mẹ đi vào rừng thì không được hú các bác ạ. Đi vào rừng già thế này là nếu mà có người gọi đấy thì không được hú lên. Hú thì khi mà người đi tìm sẽ tưởng là con thú thì sẽ chạy. Đấy. Thì đặc biệt là đi vào rừng là không được hú. Thuận ơi! Bây giờ thì cũng gần 1 giờ rồi mà em ấy đi từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy về. Đi vào rừng như thế này đối với một đứa nhỏ đấy cô bác thì cháu Trình chỉ lo sợ là gặp rắn hoặc là em ấy đi không cẩn thận mà sẩy chân thôi cô bác ạ. Thuận ơi! Thuận ơi! Ủa, không thấy em ở đây ở đâu cả. Càng đi thì càng thấy rừng các bác ạ. Ở đây thì một cái khu rừng rất là lớn. Rừng này thì gọi là rừng, cũng gọi là rừng già rồi đấy các bác. Và hầu như là bà con ấy thì cũng rất là ít đi vào rừng như thế này. Thì cháu Trình chỉ mong rằng là em ấy sẽ không ra đây để mà lấy củi. Đấy, chỉ mong là em ấy sẽ lấy ở chỗ nào mà gần gần nhà thôi. Tuy nhiên thì cháu Trình tìm quanh nhà rồi không thấy thì cũng phải vào đây để mà tìm xem cô bác ạ. Thuận ơi! Thuận ơi! Thuận ơi! Cháu Trình nghe thấy ở đằng kia có tiếng vọng lại cô bác ạ. Thuận ơi! Ôi dồi, hình như là đằng kia. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Ôi dồi, ra tận đây lấy củi à? Ôi dồi. Sao mà đi lấy củi xa thế? Ôi dồi. Ôi đây cô bác ạ. Gặp em ấy đang lấy củi đây, đang buộc củi này.
Ui dồi ôi, đi lấy củi mà từ sáng đến giờ. Anh làm anh cứ đi tìm quanh khu rừng này mà không gặp em ấy ở đâu. Đấy, rất là may mắn thì ra đến đây gọi em ấy là em ấy trả lời. Đấy, đang buộc củi này. Ui dồi ôi. Thế anh trai đi đâu rồi hả Thuận? Đây. Đi làm từ sớm rồi. Làm từ sớm rồi. Nào Thuận à, chào con các bà đi. Con chào con các bà. Ui dồi ôi, thế là Thuận đi lấy củi từ sáng à? Dạ. Sáng nay ăn gì chưa? Ăn một gói mì tôm xong lấy củi. Ăn một gói mì tôm thôi. Dạ. Ui dồi ôi, đói chưa? Đói rồi. Đói rồi. Đi lấy củi mà đi từ sáng đến giờ. Ui dồi ôi. Lần sau đừng đi vào rừng già thế này lấy nhá. Dạ. Ui dồi ôi, đi thì đi xa. Ở đây thì rất là nhiều muối các bác ạ. Mà một mình em ấy ở trong một cái khu rừng như thế này này. Đấy. Xung quanh thì toàn là rừng hết này các bác. Ôi giời. Sau thì đi phải mặc áo quần dài nữa này. Xong là không có ai ở nhà thì đi gần thôi nhá. Thế Thuận không sợ à? Không. Không sợ. Ôi giời. Làm gì anh gắn mic nào. Ồ, ở đây có nhiều muối không? Có. Có à? Ừ. Bây giờ là đủ chưa? Củi lấy đủ chưa? Đủ rồi. Ừ. Bây giờ là buộc à? Dạ. Ừ. Đâu cái dây đâu ấy? Dây buộc củi đâu? Ừ. Cái dây này buộc à? Ừ. Thế thì anh buộc thôi. Thật sự mà nói thì đối với em Thuận còn rất là nhỏ các bác. Mới chỉ 8 tuổi thôi, 7 tuổi thôi. Mà em ấy phải loanh quanh. Khi mà lấy củi đấy thì nếu như mà người khác thì lấy tầm 1-2 tiếng là xong rồi. Nhưng mà em ấy đi vào rừng như thế này thì đi cả buổi. Vẫn chưa loay hoay vẫn chưa buộc được. Nhưng mà vẫn phải đi làm. Thế ở nhà hết củi rồi à? Dạ. Ôi dồi ôi, con kiến thì nhiều. Anh đi vào một lúc mà đốt sưng hết cả người rồi. Nãy anh còn đi tìm em đi gần 1 tiếng rồi. Gần 2 tiếng đến nơi rồi đấy. Biết là đi đâu để mà tìm em nữa. Thế là hàng ngày là hay vào đây lấy à? Dạ. Ôi dồi ôi. Thế ở gần nhà không phải rừng nhà mình à, sao không lấy ở đấy? Không. Không phải á? Ở đây thì người ta mới cho lấy đúng không? Đúng. Ôi dồi ôi. Dao đâu rồi? Dao đây. Ôi dồi ôi. Thử vác không nào. Vác được không? Một bó củi to thế này. Ôi dồi. Đây để anh cầm mũ cho. Đấy, đi vào rừng phải biết đội mũ thế này, đeo găng tay thế này là rất là giỏi rồi. Đấy, to thế này sao mà vác được. Ôi dồi ôi. Đây, có bác. Đây là những cái công việc hàng ngày của em Thuận các bác nhé. Và thật sự mà nói thì em ấy cũng rất là gan dạ luôn các bác. Mới chỉ 7 tuổi mà dám tự đi vào rừng để mà lấy củi. Hỏi em ấy bảo là không sợ các bác ạ. À. Tự đi vào rừng như thế này một mình một đứa nhỏ thế này thì em ấy không hiểu thôi các bác. Nếu mà gặp kẻ xấu thì chẳng biết là sẽ xảy ra cái chuyện gì đâu. Ui dồi ôi. Đây để anh vác một đoạn này. Các cụ nào. Đấy, hôm nay mà không gặp cháu Trình thì những cái bó củi như thế này là em ấy tự vác về đấy cô bác. Ôi dồi ôi, đây dao để anh cầm. Cầm được không? Được. Đấy, đi, đi đường nào đây? Ôi dồi ôi. Thế không sợ kẻ xấu bắt à, Thuận? Không. Hả? Không. Không á? Ôi dồi ôi. Những cái bó củi mặc dù là đối với người lớn đấy cô bác thì đây chỉ là một bó củi rất là nhỏ thôi, nhưng mà đối với em Thuận còn nhỏ tuổi như thế này thì phải nói là em ấy cũng mất một buổi thì em ấy mới có thể lấy được một bó củi như thế này đấy, rồi là loay hoay buộc củi đấy. Nếu mà kẻ xấu bắt cóc thì sao?
Hả? Có sợ không? Không. Nếu mà gặp kẻ xấu thì Thuận phải làm sao? Chạy. Chạy á? Ui dù. Đấy thì hầu như là hôm nào mà cháu Trinh lên chia sẻ hoàn cảnh của Thuận đấy cô bác thì cũng đều gặp em ấy đi làm. Có hôm thì đi lấy rau lợn, có hôm thì đi cắt cỏ đấy. Rồi là lấy củi. Ui dù. Đâu, ngồi ở đây nào. Ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút nào. Để Thuận ngồi ra đây. Ui dồi ôi. Ngồi ở đây nghỉ ngơi một tí đã. Đây, ngồi đây. Ngồi đây. Mệt không? Mệt. Đói rồi à? Dạ. Sáng nay chỉ ăn một gói mì tôm thôi á? Dạ. Ui dồi ôi. Đấy, rất là may mắn khi mà đi làm còn biết à. Mà áo choàng nắng này, rồi là đeo găng tay này. Đấy, đợt trước là bị ngã là có bị sao không? Có bị đau ở đâu không? Không. Không đau đâu đúng không? Đúng. Ừ, hôm đấy là bị ngã là ướt hết, đầu là dính đất hết cô bác. Đầu, tóc, rồi là quần áo, dính toàn đất. Đấy, đây có cái sẹo vẫn chưa khỏi này. Sẹo này là em ấy bị ngã. Đây ừ. Cũng có. Đây cũng có, đâu? Đây này. Đâu? Ui dồi, đây nữa này cô bác. Đấy, bây giờ cũng gần lành rồi ấy nhỉ. Ui đừng gỡ, đừng gỡ ra. Đây, đây là những cái vết tích mà em ấy đi vào rừng để mà ở lấy củi rồi là đi cắt cỏ là sẽ có những cái vết thương như thế này này cô bác. Đấy, nhiều bác thì cũng bình luận đến với cháu Trinh. Bình luận ở trên kênh ấy thì cũng rất là cảm thông đến với cái số phận của em Thuận cô bác ạ. Tại vì là đấy, như số phận của em Thuận thì ở sau này đấy, chả biết là đi đâu về đâu nữa các bác. Ngay từ nhỏ thế này đã vất vả rồi. Thực sự mà nói thì những đứa trẻ hiểu chuyện như thế này đấy các bác thì rất là vất vả. Tại sao em ấy lại đi làm? Tại vì em ấy là thương anh trai của mình. Đấy, vì anh trai cũng vất vả, hàng ngày là đi làm từ sáng đến tối mới về. Thì ngoài những cái hàng ngày là đi học về đấy thì em ấy vẫn phải làm những công việc ở nhà để phụ giúp anh trai của mình. Đấy, rất là hiểu chuyện luôn. Đấy, rất là hiếm khi mà có những cái đứa trẻ mà hiểu chuyện như là em Thuận. Nên năm nay thì em ấy mới chỉ 7 tuổi thôi. Mà thật sự cháu Trinh không thể ngờ luôn đấy các bác. Không thể ngờ được rằng là một đứa trẻ biết làm những cái công việc như thế này. Đấy, hầu như là những cái công việc gì thì em ấy cũng biết làm. Tuy rằng là không được nhanh nhẹn như là bao người khác các bác. Như là người lớn. Đấy. Bây giờ thì để mà em ấy so sánh với người lớn thì sao mà bằng được. Để so sánh với cháu Trình thì hồi nhỏ mà cháu Trình bằng tuổi em ấy thì cháu Trình cũng làm gì đã biết làm như thế này. Đấy. Ôi dồi. Quần này. Ui dồi ôi, con muối đốt sưng hết chân rồi này các bác. Chân này cũng toàn là vết sẹo thôi. Xong là những cái vết nứt này. Cái này là mùa đông mình đi học ấy. Không có giày đi là nó có bị nứt không? Có. Có. Có bị nứt hết chân đúng không? Ừ. Có lạnh không? Có. Thế đi học là Thuận đi đường nào đi học? Đi đường này. Đi đường này á? Ừ. Đi con đường này đi học luôn. Đấy, cái đường này thì xe là không đi lại được bác nhé. Xe máy cũng không đi được. Là em ấy phải đi bộ thôi, băng qua những cái khu rừng như thế này. Đấy thì thật sự những cái đứa trẻ nhỏ mà ở trong rừng như thế này đấy bác. Thì cái bản lĩnh rất là lớn của bác ạ, rất là gan dạ. Nếu như mà đối với những cái người trẻ em mà có bố mẹ ở bên cạnh mà bảo vệ đấy thì không bao giờ là dám đi những cái con đường như thế này tự đi một mình đâu. Lúc nào cũng dựa dẫm vào bố mẹ không đưa đi học là không dám đi học. Nhưng mà đối với em Thuận là tự một mình em ấy tự đi đi học. Nhưng mà một mình đi thế này không sợ à? Không. Không á? Thế thì bây giờ nếu mà sợ quá thì nghỉ học ở nhà nhé, không đi học nữa nhé. Có đi học không? Có. Thích đi học hay là thích nghỉ học ở nhà? Thích đi học. Thích đi học.
Đấy, hỏi em ấy thì em ấy bảo thích đi học các bác nhé. Đấy thì giáo trình chỉ hỏi chợ hỏi là và là thử em ấy thôi. Thử em ấy bảo là nếu mà vất vả quá thì nghỉ học ở nhà không đi học nữa nhé. Thì em ấy bảo là không, em thích đi học. Đấy, và đặc biệt là anh trai của Thuận ấy thì tuy rằng là nợ nần rất là nhiều. Đấy, về cái khoản nợ ngân hàng rồi là nợ ngoài thì Thuận em Hưng là cũng chỉ mong muốn là em Thuận được đi học đấy để mà có thể là sau này sẽ hiểu biết nhiều hơn để mà còn thay đổi cái cuộc sống đấy, em Hưng thì em ấy học đến lớp 5 là em ấy đã không có đủ điều kiện để mà đi học tiếp nữa rồi, còn có em gái thì Hưng cũng chỉ muốn là cho em gái là được đi học đến khi nào mà không đủ điều kiện để mà nuôi em ấy đi học nữa thì mới thôi đấy các bác. Rồi thôi đi về nhà đi. Đấy thì cháu Trình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bác cùng hiểu rõ về cái em Thuận được rõ hơn thì nói hơi nhiều. Đấy, bây giờ thì cháu Trình sẽ cùng với lại Thuận là đi về nhà các bác nhé. Cháu chào con, các bà. Hiện tại cháu đang đi lấy củi về. Anh trai cháu đi làm từ sáng, cháu ở nhà phải tự đi lấy củi, lấy rau nền, nấu cơm nuôi anh trai. Hôm nay cháu lên lấy củi mệt lắm, đi vào rừng về con núi đốt. Cháu chỉ muốn được ở nhà, có bố mẹ chăm sóc, hàng ngày anh trai ở nhà với cháu. Cháu mệt lắm, nếu cháu không đi lấy củi thì không có củi đốt. Về đến nhà cháu mới nấu cơm ăn, đi cắt cỏ cho con cháu ăn. Cháu chỉ muốn được như các bạn, không được làm gì cả. Hôm nào anh trai đi làm không về, đến tối cháu không dám ngủ, cháu sợ lắm. Bây giờ cháu đi lấy cỏ cho con cháu ăn. Cỏ này sáng nay cháu sợ tự đi cắt về cho con cháu ăn. Con lươn chị sáng nay cháu cho ăn rồi. Bây giờ cháu đi lấy củi về nhà nấu cơm ăn. Anh trai không ở nhà, cháu tự làm hết. Đó thì cháu tự lấy củi đi nấu mệt nấu cơm ăn. Mình cháu ở nhà thì cháu chỉ ăn một tô thôi. Không có anh cha thì mình cháu ăn cơm cũng không ăn được. Hãy
cháu thì nó biết thì nó mì tôm ăn. Sau này bố mẹ cháu ở nhà thì cháu chỉ ăn mì tôm thôi. Sau nào anh Trình lên, anh cô thì lên thì cháu mới có thịt ăn. Hôm nào anh trai ở nhà, anh trai sẽ nấu cơm cho con ăn. Còn những lúc anh trai làm, con sẽ tự nấu. Đi học thì cháu tự nấu ăn. Ăn cơm xong thì cháu mới đi cắt cỏ. Bạn là muốn mình cháu ở nhà thì cháu không sợ. Đêm thì muốn mình cháu ở nhà thì cháu sợ lắm. Cháu chỉ muốn ước mình muốn lớn thật nhanh. Để muốn mình ở nhà không phải sợ. Là rất dễ mình được anh nhiều hơn. Trong này cháu lớn lên cháu sẽ đi kiếm tiền. Đi ra nợ cùng anh. Cháu muốn có nhà mới để ở. Được ngôi nhà này khi mưa cháu sợ lắm. Qua giờ trời cháu anh trai không dám ở nhà. Cháu thì thích đi học thôi. Một mình cháu ở nhà cháu buồn lắm. Không có ai chơi cùng. Hàng ngày tự một mình đi làm. Thưa bác, là vừa rồi thì cháu Trình cùng với em Thuận cũng đã làm những cái công việc ở nhà xong xuôi hết rồi. Và em Thuận cũng đã ăn xong rồi. Thuận có no chưa hả? No rồi. No rồi à? Ở đây là con chó của Thuận à? Dạ. Ui, đẹp thế nhỉ? Con mẹ nó ở đây này. Nhà Thuận thì cũng có con chó đấy, nuôi chó đấy các bác. Ở đây một con bé, đây một con mẹ này. Đấy. Ui, chạy đi đâu rồi? Anh trai về rồi á? À, Hưng về rồi à? Đâu? Ôi. À, thấy về rồi đây cô bác. Ui dồi. Thấy vác một cái bao, không biết là hôm nay đi tìm được cái gì đây. Ui dồi. Anh đến lâu rồi. Thuận ra đây đi Thuận. Tí nóng. Đấy, đứng ở đây. Đi đâu về đấy? Em sáng em lên đồi ấy, đi lên kiếm đồi. Ông về với về. Có chú gặp ông ấy bảo em đi lấy cùng chú ấy. À, thế là sáng nay không đi làm à? Vâng, sáng em ở nhà. À. Em cũng đi từ sao? Em cũng đi từ sáng đấy. Đi sao em có đi xe mà. À, vâng. Đi vào sâu trong rừng già à? Vâng. Thế đằng sau là mật ong à? Vâng, em lấy mật ong. Cũng bé thôi ạ. À, Hưng chào các bà đi nhỉ. Vâng, con chào công các bà, chào rồi. Cô với chú. Được, đây đến nhà anh ạ. Hôm nay con ở nhà thì được sớm các bác ạ. Chứ nếu mà đi làm thì đi làm thuê ấy, thì tối cứ về. Được ở nhà thế sao hôm nay lại không đi làm thuê lại đi vào rừng thế? Thì sáng có rủ em bảo đi cùng chú đi lấy ong. À. Chú gặp đi đội gặp lâu rồi ấy. Là cây cao của chú không trèo được để em đi trèo ấy xong rồi. À, chia nhau. Đâu lấy để cái xô này xem được nhiều không? Vâng. Nhưng mà ở này, trên này nhiều phết. Em không bán được không mà đâu ấy? Trên này em không bán được đâu anh ạ. Không bán được á? Vâng. Ôi giời ơi. Ở đây thì có nhiều ấy thì cũng chẳng bán được. Nhiều thế này thì em cũng không dùng hết ấy thì nếu mà em muốn bán thì để anh bán cho. Vâng ạ. Để anh em xuống bán cho các bác nhé. Vâng ạ. Ừ. Mận này là ở trên cây cao à? Vâng. Ui dồi. Thế là đi từ sáng là có chơi ở đâu không hay là không. Đi xa giờ mới về? Đi xa giờ mới về anh ạ. Ui dồi. Mận đẹp rồi. Vâng. Đâu nhấc lên xem nào, thử nhấc lên xem nào. Xem mật. Đấy, nhẹ thôi, nhẹ thôi nữa. Chuẩn là không nhấc được. Không nhấc được, vâng. Cái này là cả tổ hay là chia rồi? Cái này chia rồi anh ạ. À. Mấy người một nửa. Mấy người một nửa. Vâng.
Thế em đi bắt thế này con ong nó không tốt à? Không. Em dùng khói ấy. Khói? Vâng. Thế mình hun cho nó khói khói ra xong là nó chạy hết rồi. Lại ông này sợ khói thôi. Vâng. Vâng vâng. Ui giời. Ui giời, may mà để vào cái bao nó không thủng ấy nhỉ. Vâng, cái này nó không thủng đâu. Ui giời. Đấy, rất là nhiều luôn, rất là nặng luôn cô bác ạ. À. Đi để anh mang xuống xong là anh vác. Ở nhà thì chắc là em không có đồ vác đâu ấy. Không có. Ừ, đây để vào đi. Vâng. Tay cầm nặng quá. Vâng. Được khá là nhiều đấy. Cái chỗ này cũng khả năng cũng to phết đấy nhỉ. Vâng. Thế là chỉ có hai chú cháu đi thôi à? Vâng. À, may đấy nhỉ. Vâng. Chú là không trèo cây được cho nên là cho. Vâng, thì các cô các chú ủng hộ cháu cái mật ong này, cháu đi kiếm từ trên rừng già về ấy, thì cũng không pha cái gì cả, vẫn chưa ấy, vừa mới đi lấy về các cô các chú ạ. Có thì ủng hộ cháu mỗi người một hai chai để cháu có chi phí để mà làm cái tổ ấm hoặc là trả nợ để trang trả cho em đi học ạ. Rồi, đấy. Anh nghĩ là các bác sẽ ủng hộ thôi. Vâng ạ. Có để ở nhà một ít cho Thuận không? Thuận có ăn không? Hả? Có à? Thế để ở nhà một ít cho Thuận vâng. Nhỉ? Vâng. Xong là anh mang xuống để bán, rồi lấy tiền giảm nợ nhá. Đấy, thì bây giờ Hưng cũng đã về rồi. Ui dồi, thế là đi từ sáng là đã ăn gì chưa? Có, em ăn sáng xong mới đi ạ. À, ăn vâng. Sáng cùng với Thuận xong mới đi đúng không? Vâng. Ui dồi, hôm nay Thuận ở nhà một mình đi lấy củi xong là anh đi tìm cả ngày mới tìm thấy đấy. Vâng, em đi từ sáng mà. Thế chắc là sáng nay em đi là Thuận đi lấy củi chưa? Chưa, em vẫn ở nhà. À. Lúc em đi là vẫn ở nhà. Lúc sáng Hưng đi là Thuận vẫn ở nhà. Đó là khi mà Hưng đi rồi thì Thuận mới bắt đầu đi lấy củi. Rất là lo lắng tại vì em ấy đi là không biết cái lúc anh về đến đây là em đã về chưa? Chưa, anh về đến đây là thấy đóng cửa mà. Vâng. Thấy ai ở nhà cả. Vâng. Đấy thì anh gọi cho em đấy, thì em bảo là đang ở rừng, đang lúc đấy là bắt xong chưa? Lúc đấy em gần xong rồi, xong rồi chuẩn bị đi về rồi. À. Có hơi lâu, người đi xa. Đi xa, đi xe một đoạn à? Vâng. Ôi dồi. Vào đây uống nước anh. Cũng may mắn đấy nhở? Vâng. May mắn là còn tìm được, nếu mà chú ấy tìm được là chú mới rủ mình. Còn chú ấy gặp rồi thì chú ấy bảo em mới đi. Chứ không là nhiều lúc là mình đi tìm là cũng không hay gặp đâu chứ. Đúng rồi, cũng không có mấy. Có hôm là mình đi mất công cả ngày luôn ấy. Đúng rồi. Nhiều hôm đi còn không được cái gì về ấy. Vừa rồi đang ngồi với lại Thuận có tâm sự với cháu Trình mà là nếu mà anh trai đi vào rừng là bắt được ong thì sẽ về có con ong ăn. Thì cái này là mình chỉ bắt được mỗi lấy được mỗi mật thôi đúng không? Không, cái này bọn em bắt thường để lại mật là con nó để lại mà. À. Mình lấy mật thôi chứ để giữ tổ ấy không thì mai này nó lại hỏng tổ mất. À. Nó lại đi là mất. Lấy mật nó đúng xong rồi. Là đến lâu lâu thì nó lại bắt đầu làm tổ. Đúng rồi. Mình lại thì đi nó, lấy tiếp. Đúng không? À. Thì nó vẫn ở đấy, không mình bắt hết thì nó lại hết. Vâng. Uống nước anh. Okay. Em uống. Em uống rồi xong rồi. Thì hôm nay thì cũng gặp ở nhà rồi. Đấy để trước Hưng ngồi xuống đi để anh hỏi chú. Thuận vâng. Ngồi đây nào Thuận. Ngồi ngồi với anh trai nào. Thuận lấy đun nước à Thuận? Đang vừa mới đun nước ăn mì tôm xong. Vâng. Ở nhà em ấy bảo là chỉ ăn mì tôm thôi. Vâng, cũng ít khi nấu cơm lắm một mình ấy. Mình em ấy bảo là cũng ăn không ngon đấy. Để em hun cái này vào để cho nó đỡ khói cả. Nó khói. Một mình thì cũng chả ăn được, cũng chả nấu. Đấy thì hôm trước là anh lên là không gặp em ở nhà. Vâng. Em đi làm 2 ngày không về thì đợt trước cháu Trinh cũng tâm sự với cả Hưng rồi thì Hưng bảo là hôm đấy là đang trên đường về thì xe hết xăng. Đấy, lúc đấy là 1-2 giờ đêm rồi. Sau đó là đẩy xe đến sáng thì mới người ta mở quán thì mới có xăng để mà đổ xong về à? Đúng rồi, em đi làm ở bên ấy, đi phụ xe ở bên Thu Tà ấy. À. Thì em cũng về qua nhà bác ấy thì xe cũng hết xăng với lại nó cũng bị non hơi trước rồi xong là bị thủng xăm nữa xong là em ngủ nhà bác ấy một hôm. À. Xong là sáng hôm sau sửa xe xong sáng hôm sau mới về. Ui dồi ôi,
Đấy, hôm đấy là Thuận ở nhà không ngủ được. Vâng. Đêm đấy, rất là may mắn thì hôm sau là anh lên. Vâng. Đó là ở đợi đến gần tối thì Hưng cũng đã về các bác ạ. À. Vâng. Rất là may mắn. Đấy thì anh cũng rất là lo, tại vì hôm đấy thì gọi cũng không liên lạc được với em nữa. Vâng. Lấy điện thoại em cũng hết pin nữa, để lấy xong rồi. Ngựa. Xe hết xăng, sau đó là hôm đấy là nói chung là đen nhỉ. Vâng. Thủng xăm nữa. Vâng. Cũng đi xe cộ nó cũng hỏng hết rồi, kiểu xe cũ bây giờ nó cũ rồi, nó hỏng rồi. Cũng không được, đi cũng không an toàn đấy. Hôm qua là cái phương tiện đi lại mình phải sửa sửa một tí để đi thôi chứ không, nó cũng không được mới mấy rồi. Cũ hỏng không? Thì lên cũng đã gặp Hưng với Thuận ở nhà rồi các bác. Và đợt trước lên thì cháu Trinh cũng đã thông qua danh sách được các mạnh thường quân ủng hộ đến em Hưng với em Thuận rồi. Mặt đen quá, không đi rửa mặt à? Hưng ở nhà làm gì mà mặt đen? Cũng có một tin vui đến với Hưng là cái khoản tiền mà nợ ngân hàng đấy thì hiện tại anh cũng đã kêu gọi đủ rồi em nhé. Vâng ạ. Thì bây giờ em không phải lo nữa, không phải đi làm xa nữa nhé. Vâng ạ. Ở nhà sau đó là bây giờ thì nếu như mà mình nộp là mình đi vào huyện nộp hay là nộp ở xã? Nộp ở trên xã anh ạ. Nộp thì nộp ở trên xã. Trên xã. Vâng. Là có người ra nhà mình lấy không? Không, có chú thu lái hàng tháng này thì có chú ấy có đến hôm 17 hay là hôm 18 thì chú ấy có đến nhà lấy thu tiền lái ấy. À, thế là nếu mà đến cái hôm đấy mà chú ấy ra thu tiền lái là mình nộp thẳng luôn là cũng được chứ? Mình nộp luôn cho chú ấy cũng được. À, nộp luôn cho chú xong chú lại mang đi xá nộp cho ấy. Thế thì đến hôm 18 mới chú mới xuống lấy đúng không? 18. 19 chú bắt đầu đi nộp thì hôm 18 chú mới bảo lấy tiền thì chú mới lên lấy. Thế thì hiện tại là cái khoản nợ của hai anh em mà giáo trình đã kêu gọi và được các bác các mạnh thường quân ủng hộ đủ rồi thì giáo trình sẽ thế thì khả năng là đợi đến hôm 18 cho người ta xuống lấy thì mình giả luôn một thể nhỉ. Vâng. Vâng. Thì danh sách thì giáo trình sẽ thông qua một lần nữa để mà sau đó thì sẽ chi trả tiền khoản nợ cho hai anh vừa rót danh trình rồi em lại uống vả của bác ạ. Còn là về cái khoản nợ thì bây giờ hai anh em không phải lo lắng rồi, thì cháu Trinh cũng rất là muốn quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm là cùng nhau giúp đỡ hai anh em để mà có một cái ngôi nhà vững chắc hơn để mà ở. Đấy, vừa rồi ngồi tâm sự với cả Thuận ấy thì Thuận cũng có chia sẻ với lại cháu Trinh rằng là ở nhà thì ở nhà rất là sọc sạch, khi mà mưa thì bị dột vào trong nhà, trong là có gió thì rung lắc không dám ngủ ở nhà. Đấy thì cũng rất là mong muốn là sẽ kết nối được với quý mạnh thường quân để mà phụ giúp hai anh em có cuộc sống tốt hơn. Và từ bây giờ, từ hôm nay, từ cái thước phim này trở đi thì cháu Trinh sẽ nhận những cái khoản mà cô bác quý mạnh thường quân gửi đến cho hai anh em để mà cố gắng dựng một cái quỹ để mà có thể hỗ trợ làm nhà cho hai anh em của bác ạ. Ở đây thì nhà của hai em là đi lại rất là khó khăn và xung quanh thì toàn là rừng rú thôi, và em Thuận đi học thì cũng rất là xa, đường đi lại thì không thuận tiện ấy. Thì cháu Trinh cũng muốn là kêu gọi được các mạnh thường quân để mà cùng nhau giang tay giúp đỡ hai anh em xa ở chỗ nào mà thuận tiện hơn để dễ dàng đi di chuyển để phát triển kinh tế đi lên. Đấy, hôm nay thì gặp được hai anh em như này là vui rồi. Và đấy thì cũng chỉ vì cái gọi là không lường trước được ấy, thì xe thùng xăm cộng với lại là hết xăng thì Hưng không thể về nhà được. Thì trong khi đó thì khả năng là em cũng lo lắng lắm nhỉ. Vâng, em cũng lo mà em cũng bảo là về, nhưng mà ở đấy thì cũng vắng ấy, đường cũng kiểu vắng, như là đường bọn em bên này cũng có chỗ sạt lở, không có quán này kia ấy. Không có quán mấy, làm với chú ở trên gần xá ấy. Đi làm ở đấy thì cơm nuôi thì người ta cũng bảo giả cho công 200, nhưng mà đi làm xong đến lúc lấy tiền thì ông cũng không giả hết, cũng hay giữ tiền ấy. Thế là em lại bảo không làm nên em lại về. Hỏi một hai hôm, em đi làm được hai hôm xong là hỏi lấy tiền thì chú bảo phải được chục hôm thì mới lấy tiền, thì bảo cháu không làm được, thế là em lại về. Em mới lại xin về. Vì là như Hưng là đi làm cũng
Nếu như mà em đi làm xa đấy thì về đến nhà thì cũng chẳng còn cái kinh phí gì nữa. Vâng. Tiền xăng đi lại này, đó là tiền ăn uống, về đến nhà phải lo cho Thuận đi học hàng ngày nữa, xong là nhiều thứ phải chi tiêu, thì một ngày 200.000, trong khi đó là đi đi lại lại nữa thì cũng chẳng được bao nhiêu đâu đúng không? Vâng. Chẳng giữ được bao nhiêu đâu cô bác. Ui dồi, rất là vất vả. Thì bây giờ đã cái khoản đã đủ rồi, cái khoản trả nợ đã đủ rồi. Cháu Trinh cũng rất là vui, thật sự là rất là vui luôn cô bác. Vui lây thay hai anh em, như Thuận này. Thì bây giờ em ấy vẫn chưa hiểu gì đâu, vẫn chưa biết cái khoản nợ mà bố mẹ để lại là lớn như thế nào đâu. Chỉ biết trách móc anh trai là anh trai hôm nào cũng đi làm từ sáng đến tối mới về. Đấy thì em ấy cũng hiểu đấy cô bác, cũng khá là hiểu. Em ấy hiểu là anh trai đi làm để mà kiếm tiền trả nợ, thì em ấy cũng ở nhà cũng phải tự làm những cái công việc ở nhà. Đấy. Anh trai khi mà anh không có anh trai ở nhà thì Thuận cũng rất là khổ. Những công việc ở nhà thì em ấy phải tự làm hết. Vâng. Cắt cỏ, lấy củi, xong là hái rau lợn, ui rồi nấu cơm đấy. Hầu như là cái gì em ấy cũng biết làm hết đấy nhỉ? Vâng, cái gì cũng biết làm, nhưng mà em ấy không đi cắt cỏ thì cũng không vác được nhiều ấy, với củi nữa. Cái gì em cũng biết làm mà. Giặt chú quần áo cũng làm được, nhưng mà giặt của em ấy thì được, còn của em thì nhiều khi nó còn xùi bẩn quá em không vò được. Thế là ngâm nhiều lúc em tự giặt, còn những cái bộ áo mà nó áo thun thì nó mềm mềm thì em mới giặt được. Còn những cái quần bò với lại nó thô thô thì em không giặt được, kiểu không vò được ấy. Với lại là em ấy còn nhỏ thế này thì những cái công việc thì em ấy cũng không thể mà làm nhanh nhẹn được như vâng. Người thường như người lớn ấy nhờ. Đúng rồi. Đấy, thì người lớn có khi là làm mất 1 tiếng thì em ấy phải làm mất 3 tiếng. Đúng rồi. Đấy. Thì hiện tại cháu Trinh cũng đã tâm sự cùng với là hai anh em, và cũng đã mang đến cho hai anh em một tin mừng rồi cô bác. Và vâng. Hôm nay có gặp được hai anh em ở nhà thì cháu Trinh cũng rất là vui rồi. Còn thước phim đến đây khá là dài rồi. Cháu Trinh hẹn các bác ở nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Và xin phép là khép lại nội dung video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến với tất cả hoàn cảnh ở trên vùng cao. Hy vọng là các bác anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại cháu Trinh để mà cùng nhau giúp đỡ hai anh em có một ngôi nhà, một mái ấm mới để mà ở của bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và Hương chào các bà. Vâng, con chào cô các bà, chào cô chú ạ. Rồi. Con chào các bà. Rồi.